người ơn cứu độ. Chúng ta đem tất cả niềm tin và hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hiếu Chúa, được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, người hằng sông và yên tri muôn đời. Amen. Giờ đây xin mời các huynh trưởng lên phát lá cho các em thiếu nhi. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Vạn phúc đang ngự đến, nhân danh Thiên Chúa oai phong. Đoàn con cùng tung hô Chúa, đang ngự chốn cứu chuộc. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania gần núi cây dầu, thì Đức Giêsu sai hai môn đệ đi mà bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một con lừa chưa ai cưỡi. Các con hãy mở dây và dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ nơi ngã tư đàn. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Đức Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo mình lên lừa và người cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt cành cây trải lối đi. Kẻ đi trước, người theo sau, tung hô rằng: hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các con thân mến, cùng với quý phụ huynh, giờ đây chúng ta noi gương Chúa Giêsu, noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỉ lên đường nghênh đón Đức Kitô, và cuộc rước chúng ta sẽ được bắt đầu. Bye.
tổ chức rước lá từ trong quảng trường của tòa giám mục ra đây, nói lên khung cảnh của Chúa Giêsu ngày xưa cũng được các trẻ em Do Thái ra đón rước người tay cầm cành lá tung hô hoan hô trên các tầng trời. Giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ khai mạc tuần thánh của chúng ta. Trong thánh lễ này, xin dâng thánh lễ cầu nguyện theo ý xin như sau. Thầy Tăng Quân xin cầu cho linh hồn thai nhi, cháu Thu Điển xin cầu cho linh hồn Maria và Giuseppe như ngày lễ dỗ, cháu Trang Thảo xin cầu cho linh hồn Maria và Giuseppe như ngày lễ dỗ, gia đình Cúc, gia đình Ban Cúc xin cầu cho linh hồn bố là Đăng Minh như ngày lễ dỗ, cầu cho gia đình Bình An. Một người xin cho linh hồn Rosa, một gia đình xin cầu nguyện cho linh hồn Francisco Xavier nhân ngày lễ dỗ. Thanh Hương xin cầu nguyện cho linh hồn Jose và tiên nhân, và cũng gia đình Thanh Hương xin cầu nguyện cho linh hồn Maria. Một gia đình xin cầu nguyện cho linh hồn John, Baptista và Maria. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Này Thiên Chúa toán năng hàng cứu, Chúa đã muốn cho đấng cứu thế cứu chuộc loài người phải sống tiếp phạm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được phong phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thanh thần đến muôn thuở muôn đời. Và chi sách con số Isaia, Đức Chúa là Chúa đã cho tôi nuôi năm như một người ngôn đệ để tôi biết lựa lời đứng đỡ ai ra rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người ngôn đệ. Đức Chúa là Chúa thượng đã mở tai tôi, còn tôi không ngưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trao cho mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Sure.
chính vì thế Thiên Chúa đã siêu thân người và tặng ba danh hiệu chủng và trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Hãy tự của mình xuống khỏi
thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cùng nhau bạn người mà ngồi với nhau, nó đã cứu được những kẻ khác mà cũng tự cứu mình. Bây giờ Đức Kitô vua Israel, hãy xuống gọi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những người cùng chịu đóng đinh với người cũng mang nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bây giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dầm và cuốn vào cái giày và đưa lên cho người buồn mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn và rút hơi thở. Hoan hô con vua David ạ. Hoan hô con vua David, con
Con ung dung treo vào bà Maria cơ mà. Tại sao lại hôn là con Corabit? Đố biết con kèm đấy. Thấy con quan kèm mà trở lên đúng tôi cho 100.000 luôn này. Ê, thấy kìa. Đấy. Đấy. Nghe đây. Chúa Giêsu được sống tụng là con Corabit. Danh hiệu con Corabit có nghĩa là đấng Messiah, là đấng cứu thế. Nên trẻ con là con Corabit có nghĩa là tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là vua Israel, là đấng Messiah như thế. Trong đọc cái đầu máy máy ông trình cái Chúa Giêsu 1.000 năm cơ mà. Bây giờ đến Chúa Giêsu, ấy hoan tin phục con Corabit. Con Corabit cũng đã biết cách đấy 1.000 năm làm sao trình cái Chúa Giêsu được. Chúa Giêsu được đưa vào tầm con Corabit. Xưng tụng là con Corabit trong đất nước Do Thái. Con Corabit có nghĩa là vua Israel, là đấng cứu thế, là đấng Messiah, thấy chưa? Tại sao là trả lời với 8.000 đấy chẳng không nhá. Đấy, bây giờ tiếp. Câu tiếp đây. Hôm nay sau khi làm phép lá và phát lá cho người đồ rồi, khi mang lá về nhà, chúng ta nên để ở đâu? Để ở bàn thờ. Một tràng pháo tay dành cho mình. Một tràng pháo tay chính xác. Để bàn thờ là chính xác. Bởi vì Chúa Giêsu, cái cành lá dừa đấy, cành lá chúng ta cầm đấy, tượng trưng cho Chúa Giêsu là vua hòa bình. Nhớ nhá. Đây là không, đây là đấy. Cô nhắc là để ở cái cầm này này, chứ các bé đang nhìn kia là không được, đúng không? Đấy. Đem về để trên bàn thờ để tôn nhận rằng Chúa Giêsu là vua hòa bình và xin Chúa Đế đem bình an cho gia đình chúng ta, nên để trên bàn thờ là chính xác nhất. Rồi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Theo lịch phục vụ của giáo hội Công giáo thì tuần này, tức là từ Chủ nhật hôm nay đến Chủ nhật tuần tới, được gọi là tuần lễ gì? Bên này không có, bên này nhiều lắm. Rồi, bên kia đông người giơ tay, bên người không, bên này là cho người con đọc kính như kia cả. Tuần này con là tuần gì? Tuần này được gọi là tuần thánh. Cháu nó bảo là tuần thánh. Cha cũng bảo là tuần thánh. Con đang quan tâm. Được gọi là tuần thánh. Được gọi là tuần thánh vì tuần này Chúa đổ tràn đầy ân thánh cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi sống thánh thiện cách đặc biệt. Nhớ nha, sống thánh thiện cách đặc biệt là tuần thánh. Sống thánh thiện nên tránh những gì là tội lỗi và cố gắng làm việc tốt, tránh việc xấu như tránh nói tục, tránh chửi bậy, đánh nói dối, đánh cãi nhau, đánh nhau, đánh nói xấu nói hay, cãi lại bố mẹ. Đấy là tránh, tránh những điều xấu. Cố gắng làm việc tốt, chăm học, giúp đỡ bố mẹ, các việc trong nhà, làm việc bác gái. Bởi vì thứ sáu này là thứ sáu tuần thánh, có chia sẻ bác gái, nên các con cố gắng tham gia đầy đủ mà sốt sáng các nền nghi lễ phục vụ để sống tuần thánh. Câu hỏi cuối cùng. Trong tuần thánh có ba ngày quan trọng nhất. Ba ngày đó là ba ngày nào? Trên này, xin đưa trên này. Trong tuần thánh có ba ngày quan trọng nhất. Đố biết đó là ba ngày nào? Còn gọi là ngày lễ tang. Tam nhật thánh ạ. À, lễ gì con? Tam lễ ạ. À, tam lễ. Ba ngày là tam lễ. Đúng rồi.
đúng một nào bắt tay này cho con. Nào, ai cháu trả lời gần đúng rồi. Ai có thể bổ sung thêm? Vâng, các bạn đừng phải đặt đằng kia. Mang ăn cái rồi. Đấy, nó lại là ông Nhi nó mới kinh. Ông Nhi mới trả lời. Con thưa cha là ngày chỉ nạn và ngày phục sinh ạ. Ngày tử nạn và ngày phục sinh. Cảm ơn con. Rồi, gọi là ngày. Bây giờ cho lựa chọn này. Chọn nhé. Ai lựa chọn trước thì được này. A. 3 ngày đầu tuần thánh, Chủ nhật lễ lá thứ hai và thứ ba. B. 3 ngày giữa tuần thánh, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. C. Tam nhật vượt qua, bắt đầu từ chiều thứ năm đến Chủ nhật phục sinh 10 giây bắt đầu. Người chết an táng ở đấy, chết đấy cũng không được làm lễ an táng. Nhớ nhá, chôn cất bình thường thì được, nhưng lễ an táng thì không có. Ba ngày này là cực thanh, nghĩa là không có bất cứ lễ nghi nào khác. Ngày thứ năm kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập vị trí thánh thể và chức linh mục. Thứ sáu, Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá, ăn chay và kinh thịt. Thứ bảy là ngày Chúa thinh lặng và đêm thánh vọng phục sinh. Chúa nhật là ngày Chúa phục sinh, là ngày trọng đại nhất trong năm của chúng ta. Xin quý phụ bà và anh chị em và các con cố gắng tham dự tuần thánh đêm thánh và đặc biệt tam nhật tuần qua này để chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu Kitô, rồi để vượt qua, nghĩa là cùng sống lại với Người trong ba cái ngày trọng đại nhất của người Công giáo chúng ta. Còn giờ đây, toàn thể sứ đoàn chú ý chưa? Hướng tâm. Xin công đoàn đứng lên hướng tâm cùng với các em thiếu nhi chúng ta tuyên dương đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Thank you.
kẻ chịu đau khổ của Đức Giêsu Kitô, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Giêsu đã chịu khổ hình để cứu chuộc nhân loại, chúng ta nhận lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết hy sinh hạ mình, không phận vào cuộc thương khó của người, để nhờ đó được vui mừng tham dự đại lễ phục sinh. Thank you.
chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chuẩn bị bước vào tuần thánh với trái tim thánh
và tâm hồn thánh để chúng con lãnh nhận được những ơn lành của Chúa trong những ngày cực thánh này. Xin nhớ đến tất cả các tôi tới Chúa và chúng con xin dâng lễ hôm nay những người Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đại bản việc thánh thể, Chúa cho chúng con được phải trí hoài lòng nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá. Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì mầu nhiệm người đã phục sinh. Xin cho chúng con đạt tới quê đời như lòng hằng mong ước, người hằng sống và yên đi muôn đời. Xin mời cha và các bạn cùng một bài thông tin lễ lễ cho đoàn hội này. Thiếu nhi lát nữa sau lễ chúng con nhớ cầm đèn lá mà các anh chị giáo lý viên đã phát cho chúng con để chúng con đưa về nhà nha. Không bạn nào được bỏ vào xỏ rác hay để lại ở nhà thờ mà chúng con cầm về. Điểm thứ hai nữa là tuần sau lễ Chúa Phục Sinh chúng con đi lễ như thường, như các giờ học giáo lý. Đến đây các giáo lý viên sẽ có chương trình cho chúng con và sau lễ sẽ cho chúng con liên hoan mừng Chúa Phục Sinh. Thiếu nhi nhớ chưa? Thiếu nhi nhớ chưa? Nếu mà nhớ được thì vỗ một tràng vỗ tay thật to. Rồi lễ tuần này xin thông báo với cộng đoàn và các em thiếu nhi. Thứ năm tuần này là tuần thánh, bắt đầu là tam nhật thánh. Buổi sáng tại nhà thờ này có lễ truyền dầu lúc 8 giờ sáng. Buổi chiều có thánh lễ thiêng ly tại nhà thờ này vào 6 giờ chiều. Ngày thứ sáu thì 5 giờ chiều bắt đầu nghi thức. Ngày thứ bảy 6 giờ chiều bắt đầu là nghi thức. Còn ngày Chủ nhật thì 9 giờ có thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Buổi chiều lễ của các em và tối để dành cho giới trẻ yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta tuần thánh thật nhiều ơn thánh của Chúa. Chúng ta đứng dậy để phát hành nguyên lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Phúc lành cho anh chị em.